Xin chào thầy, các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lại về được một số dòng sản phẩm như lồi cơm điện, quạt điện. Đấy, trong đó có cả quạt cây, quạt lửng. Bác nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm nào trên cửa hàng em thì nhấc máy liên hệ với em nhé. Em sẽ đi vào chi tiết từng chiếc và báo giá cụ thể cho các bác để các bác xem và lựa chọn cho mình. Cũng như các bác đã yêu hàng Nhật, trước tiên là em sẽ lướt qua một lượt về những dòng sản phẩm trên cửa hàng em. Lồi cơm điện, rồi quạt điện, nhật nội điện. Đấy, và những chiếc lồi cơm, rồi là lọc không khí, rồi là hút ẩm. Để bác nào quan tâm đến mã sản phẩm nào thì alo cho em. Đây là một cặp đôi xanh rêu, đó là một chiếc la và một chiếc tô, cùng với là Fuji. Fuji rồi tô găng sắt, đây em có một cặp đôi găng sắt này hôm nay em lên nhé, một chiếc cánh đen và một chiếc cánh màu xanh, cùng với lại một chiếc quạt la bộ đội la dọc dương và một chiếc hy tăng. Đây hy tăng này các bác nhé. Đấy, đây là hy tăng. Nói đến hy tăng hy ủng này thì rất nhiều bác muốn sở hữu, nhưng mà thực ra là vẫn là vì điều kiện nó cũng ảnh hưởng đến những cái giá trị để mình muốn chơi, muốn sưu tầm. Và đây là một chiếc quạt Sandro có sải cánh 35 nhé các bác nhé. Đó là một chiếc quạt cây. Quạt cây cao thấp tùy chỉnh các bác nhé. Là một chiếc quạt cây Sandro. Chiếc này em là hàng đấu giá luôn, mới đẹp long lanh luôn nhé. Đẹp long lanh luôn. Đế là đế mặt nhôm, có viền cao su bọc lùng quanh, có viền cao su bọc lùng quanh. Đấy, rất là ok luôn, cực kỳ là đẹp. Và một chiếc XB 1000. Chiếc XB này cũng là hàng đấu giá luôn, ý em cho các bác, cho các bác xem đẹp đến mức độ nào để các bác sẽ biết ngay. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết. Chiếc đầu tiên là một chiếc Fuji. Chiếc Fuji này là có sải cánh là 30 và chiều cao của nó là một chiếc gọi là quạt lửng các bác nhé. Có chiều cao của tất cả các chiếc quạt lửng là đều có sải chiều cao là từ 85 cho đến 90. Nó là gọi là quạt lửng các bác nhé. Nên là các bác nhìn nhé, chiếc này là logo còn rất là ok đúng không? Rất là đẹp. Đấy, phần logo là rất là ok. Lồng trước là lồng mạ nhé, lồng trước là lồng mạ. Đấy, dòng này thì là lồng trước là lồng mạ rồi nên là của nó là còn tương đối là đẹp, cùng với thân thủ ơi. Thân thủ ơi. Chiếc này 4 số, 3 chế độ gió và đồng hồ hẹn giờ. Rất là ok luôn. Đây là nút nhấn lên xuống này. Đấy. Chiếc này là có tạo một cái hai cái đường băng màu, còn đâu đó là hoa văn nhé các bác nhé, hoa văn rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó cực kỳ ok luôn. Chiếc này thì còn cũng còn tương đối rồi. Lồng sau là lồng sơn, lồng sau là lồng sơn bầu nhựa. Nói chung là con này là nó là thân dòng thân nhựa, nhưng mà gió của nó cực chất luôn đấy. Dòng này nó gió cực chất luôn, màu sắc đẹp nhé. Màu sắc của nó con này cũng là tương đối đẹp, cũng đáng để sở hữu rồi, đẹp luôn. Các bác mà muốn đam mê, muốn sở hữu thì alo cho em. Logo đẹp. Chiếc này mang mã là 348 nhé, và có giá là 1.900.000 đồng. Đấy, giá bán tại cửa hàng luôn đó nhé. Bán rất mềm mại, để cho các bác muốn sở hữu cho mình thì alo cho em. Và bây giờ em lên cho các bác, đây là một chiếc quạt tô Shiba. Chiếc này là cánh rêu, thân màu xanh rêu, đây là rất là đẹp đấy các bác nhé. Mặt lồng trước của nó là lồng mạ, lồng mạ inox nhé các bác nhé, lồng mạ inox. Đằng sau là lồng xi, thân thủ 4 số đồng hồ. Đấy, nói chung là còn rất là ok luôn. Em quay một vòng cho các bác để các bác xem. Nói chung là thân thủ thì không bị bể vỡ, nói chung là không bể vỡ thôi. Còn độ sất xước hơi cũ theo thời gian một chút thì các bác phải biết nên nhớ là nói chung là nó gọi là hàng bãi rồi. Những chiếc này là gọi là hàng bãi nhé các bác nhé, vì là nó không thể là gọi là tròn trịa 100% như hàng đấu giá được. Nói chung là hàng đấu giá nó cũng đạt được khoảng từ 90 đến 5
cho đến 98%, nhưng mà hàng bãi thì nó không thể đạt được mức độ như thế. Nói chung là nó chỉ còn là tương đối đẹp thôi, và nó vừa với cái giá trị và cái đồng tiền của các bác bỏ ra, chứ không phải là vì là các bác muốn là nó mới nó cao thì giá trị nó lại cao. Nó tùy theo vào độ đẹp và nó ra được cái giá trị của nó. Còn các bác nào ưng thì mua nha các bác nhé. Vì chơi đồ này thì là phải là thích thì mua, ưng thì là chốt cho mình thôi. Còn không ưng thì các bác xem thoải mái. Nói chung là chiếc này mang mã số là 350, và chiếc này thì cửa hàng em cũng đang bán ra với giá là 1.800.000 đồng nhé. Bác nào muốn sở hữu cho mình thì alo cho em. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác một chiếc tiếp theo, đó là một chiếc la. Chiếc này là la dọc dương, cánh cũng gọi là được gọi là cật xếp vào dòng cánh rêu, xanh rêu, cũng đều có sải cánh 30, chiều cao 85.6. Các bác nhìn chiếc này thì nó đẹp đều luôn từ thân, từ thân nhé, cánh này, dọc là dọc dưa này, màu xanh này, và mặt là màu xanh này, phím số màu xanh này, các bác nhìn nhé, và cánh này cũng màu xanh luôn. Nói chung là nó đồng bộ, đấy là nó gọi là đồng bộ, đồng màu. Thân thủ là còn rất là ok luôn, đủ để các bác chơi. Những chiếc này có thể các bác chơi 10 năm, 15, 20 năm sau nó vẫn còn ok luôn. Nó đều tấp tắp từ cổ với thân này, trước các thứ này. Đấy, lồng là lồng si các bác nhé, dòng này là lồng si rồi. Nên là các bác nên nhớ là dòng những cái dòng quạt la dọc dưa trước này là toàn là lồng si thôi. Nên là cũng chứ không phải là như những dòng sản phẩm khác. Đấy. Rất là ok và rất đẹp luôn nhé. Con này thì là đáng để chơi rồi, vì là con này nó quá đẹp luôn. Các bác nhìn, nó nhìn nó lét căng. Con này đáng để các bác sở hữu rồi. Vì nó lại là cánh rêu lên là nó bao giờ giá nó cũng tương đối là cao so với những dòng phẩm bình thường khác. Đây các bác mà nhìn nhé, chiếc này là mang mã số là 351 và chiếc này có giá là 2.2 triệu các bác nhé, 2.2 triệu. Nói chung là những dòng sản phẩm như la dọc dưa thì nó có dao động từ 1.800.000 cho đến 2.3 triệu, 2.4 triệu, 2.5 triệu. Rồi có thể có những chiếc la bộ đội thì nó cao hơn một chút thôi, còn la dọc dưa nó lên đến 2.5 triệu, 2.6 triệu. Nói chung là nó dao động, nó tùy theo độ đẹp và độ mới của nó. Nếu bác nào chơi đồ thì mới biết được, còn không chơi thì nhiều khi nó cũng khó. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác một dòng sản phẩm tiếp theo, đó là một chiếc quạt Toshiba. Thôi em cứ lên chiếc Toshiba này trước đi, để cho các bác đang quan tâm quạt thì cho các bác quan tâm tiếp về quạt thôi. Các bác nhìn chiếc Toshiba này. Chiếc này thì là thực sự là nó mới đến khoảng 95-96%. Lồng của nó là lồng mạ inox sáng choa, sáng choa, logo vẫn còn mới. Chóp của nó là mới tinh, chóp mới tinh nhá. Đấy, các bác nhìn. Đấy, nhưng chiếc này thì không nói làm gì cả, vì nó độ mới của nó thì các bác miễn chê rồi, để nó quá mới rồi, quá mới luôn, chất lừ luôn. Con này là 3 đồng hồ, đồng hồ hẹn giờ, đồng hồ cáp, và đồng hồ bên này là chỉnh góc độ, nút này nút nhấn lên xuống, và các phím số to đều mới tinh nhá, các bác nhìn nhá, mới led căng luôn. Đấy, thân cột đẹp, inox bọc cũng ok này. Nói chung là chiếc này là khá là đẹp luôn. Dây điện còn mới, dây điện còn trắng tinh luôn, dây điện trắng tinh luôn. Thân cột màu biếc là sáng choang, đều tăm tắp một màu từ trên xuống dưới này, các bác nhìn này nhé. Kiếm được những chiếc mà đều được màu một màu từ trên xuống dưới là cực kỳ là khó, chứ không phải dễ đâu. Bản thân như bọn em mà cũng nhiều lúc cũng là chật vật muốn kiếm được một con đẹp đều như thế, không phải là lúc nào cũng có, mà là gần như là phải săn. Đấy, còn cũng có một vài vết xước nhỏ nhỏ. Đấy, nó do vận chuyển các bác nhé, đấy là do vận chuyển thôi, còn nó đều là đẹp tăm tắp hết, từ lồng trước lồng sau là ok. Đấy, lồng trước là lồng mạ inox, lồng sau là lồng si nhũ, nhưng mà nó còn mới cứng rồi, lồng còn rất mới luôn, bầu đẹp. Đấy,
rất là ok luôn. Chiếc này thì là hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 4 triệu 300 nghìn đồng. Chiếc này 4 triệu 300 nghìn đồng nhé. Bác nào mà muốn chơi đồ thì alo cho em. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác, đó là một chiếc tiếp theo. Chiếc này là chiếc Toshiba gang sắt, bọc nhì mặt, bọc nhựa giả da. Chiếc này mang mã số là 355, cánh khói, cánh đen nhé. Nó là dòng cánh khói, cánh đen, cánh khói nhé. Thân thủ đẹp, hai đồng hồ, 4 số. Con này hầm hố hơn một chút là hai đồng hồ 4 số. Và có góc chỉnh độ là 60, 90 và 120. Đây là nút nhấn xuống, mặt trước là Meca. Và phần ốp mạ lốc cũng vẫn còn rất là ok. Nói chung quy lại là cũng không phải là mới, nhưng mà nó cũng đạt tỷ lệ cao và độ đẹp sáng cổ bầu này. Các bác nhìn đấy, sáng choang đều nhé. Thân cột và ấy là nó cùng một màu sắc luôn nhé. Cho các bác để các bác biết được là nó cùng màu sắc. Đấy. Mặt này là mặt giả da, giả da các bác nhé. Đấy là bọc nhựa, như nhựa giả da, bọc nhựa gang sắt, đế sắt và có thu dây này, cái thu dây. Thân cột đẹp, thân cột cũng không bị chảy xước. Và tất cả là còn rất là ok nhé các bác nhé. Đấy, còn rất là ok luôn. Rất là ok luôn. Cánh khói, cánh sải cánh 30, chiều cao 90. Lồng mạ inox còn rất sáng nhá, lồng mạ inox còn rất là ok rồi. Chiếc này thì là cửa hàng em đang bán ra với giá là 3 triệu 300 nghìn đồng nhé. Bác nào muốn sở hữu cho mình alo cho em. Giới thiệu với các bác là gang sắt nhé. Nên là nó nhầm lẫn với này. Quạt nhựa này. Và đây em sẽ lên cho các bác một chiếc tiếp theo, đó là một chiếc la dọc dương. Chiếc này là màu tím. Cánh thì là có sải cánh là 30 và cánh dây dìu. Nói chung là dòng la dọc dưa thì nói chung là rất là đẹp. Hôm qua thì em về rất nhiều, nhưng hôm em cũng bán ngày hôm nay, ngày hôm qua là em cũng bán khá khá. Và hôm nay có mấy bác sáng sớm đã điện rồi, em chưa kịp lên clip đã điện rồi. Thì chắc cũng lên các bác để các bác xem luôn, và cũng ưng là các bác chốt luôn. Vì là la dọc dưa là không phải là lúc nào cũng về được nhiều, mà cái giá cả thì cũng rất hợp lý. Nói chung là về dòng chất la thì là các bác đam mê chơi thì các bác biết rồi. Chiếc này thì còn rất là ok nhé. Màu sắc, màu sáng của bầu, màu cổ. Và thân cột, thân đế là màu sáng sáng luôn. Con này rất là đẹp. Nói chung là màu sắc thì các bác miễn chê thôi. Cũng có con thì nó màu vàng, có con nó màu sữa, màu sáng. Nói chung là cứ tùy theo vào độ đẹp của nó mà ra thôi, không liên quan đến bất cả cái gì. Còn tất nhiên là nó qua thời gian thì nó có xước xước một tí ti thì các bác đừng quan tâm nó làm gì, quan tâm về chất máy và chất lượng thôi. Còn không tránh được những cái bị xước sát, nên là các bác chơi đồ thì nói chung là cứ nó chất là mình chơi thôi. Bởi vì đồ này nó không phải là những cái dòng cao cấp, nó chỉ là hàng trung và bình dân là để quạt mát thôi. Chiếc này là mang mã số là 356. Bác nào muốn giao lưu chiếc này thì alo cho em. Có giá là 1 triệu 9 thôi. Đấy. Và đây em sẽ giới thiệu với các bác, đây là một chiếc Hitang Hi Ủng nhé. Hitang Hi Ủng này. Các bác nhìn đây là con này là cũng 4 số này. Hitachi này. Các bác nhìn nó vẫn còn rất là ok, rất là đẹp nhé. Em lướt qua thôi. Thân đế của nó thì ok rồi, thân đế của nó là quá là ok, chuẩn rồi, không có bị xây xước mấy, mà đẹp, không bị xây xước, không bể vỡ. Đấy, thân cột đẹp này. Và đây là đồng hồ số này, các bác nhìn nhé. Đây chính là số này. Đấy, số đấy, các bác nhìn nhé. Góc độ đấy, cái này là đồng hồ, này là đồng hồ chỉnh góc độ của túc lăng cáp nhá. Đấy là xoay độ này. Và đồng hồ này là đồng hồ hẹn giờ các bác nhá. Đây là đồng hồ hẹn giờ này. Đấy, đồng hồ hẹn giờ này.
Và đây là góc độ chỉnh 50 100 độ nhá. Đây là cũng là mức cáp ấy. Đấy. Con này thì chất chất lừ luôn. Nó nhìn cái dòng chóp của nó cũng khác luôn. Và lồng mè còn rất là ok, nói chung là đều, nói chung là con này là còn rất là đều. Đều đều đặn. Đấy. Con này rất là đều luôn. Con này có giá là 10 triệu nhá. Báo luôn các bác, bởi vì cũng có rất nhiều clip có nhiều bác hỏi rồi, nhưng em chưa báo giá cụ thể, nhưng mà clip này thì em báo luôn và giá là cũng bán tại cửa hàng luôn. Các bác ưng thì mua, không ưng thì cứ xem. Em sẽ gửi ảnh chi tiết cho các bác để các bác xem nhé. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác hàng một chiếc XB. Chiếc XB 1000 này. Chiếc này cũng là một trong những hàng đẹp, hàng sản phẩm mà cạnh tranh mãi, tranh giành mãi mới về được đến với cửa hàng. Thực nói thực luôn để cho các bác biết. Chiếc này là một chiếc XB 1000 đó nhé. Chiếc XB 1000 này thì cũng khá là lâu rồi mới về được với cửa hàng ấy. Nên là em con này thì là nó cũng là một trong những hàng đi bay. Và chiếc này cực kỳ là đẹp luôn nhé các bác nhé. Về thân thủ là em bao luôn, là không có bị chầy xước hay là bị bẻ vỡ gì nhé. Những chiếc mà đã đưa lên đây là gần như là đa phần là những chiếc cực kỳ là ok và đẹp. Nên là các bác phải biết là hôm nay nó có độc nhất vô nhị, là có một mình nó lên cùng với lại những chiếc quạt thôi. Về cái những dòng sản phẩm này là đa phần là để cho các bác về dân chơi, về để còn sưu tầm. Có rất nhiều bác cũng hỏi về dòng XB 1000, nhưng mà hôm nay thì em về được một con XB 1000 đây. Đấy. Rất là ok luôn. Đẹp hết lớp luôn. Giọng nói cô gái Nhật. Hiện đại các bác nhìn nó hiện đại không? Nhìn trông rất sướng luôn. Trông rất sướng luôn. Dòng này là thực ra là chỉ là gọi là dân chơi thôi. Mới muốn sở hữu những cái dòng sản phẩm đẹp này. Có thấy chưa? Rất hiện đại luôn nhé. Đa các màu các bác nhé. Đấy. Tất cả các chức năng là đều ok hết nhé. Đấy. Đấy. Trước này thì miễn chê, các bác miễn chê luôn. Bây giờ em sẽ cho các bác xem về hình thức bên trong của nó và chiếc xoong. Chiếc này thì là còn rất là ok. Chiếc này thì cũng vệ sinh qua cái bề mặt này. Thực ra cái bề mặt này thì là gần như là nó đều của dòng XB là nó cũng không được đẹp. Nói đúng ra là không đẹp vì cái dòng này nó là dòng nhôm. Mặt kiểu như dạng kim loại nhôm ấy, nên là bình thường không sử dụng là nó cũng có thể là bị kiểu cảm giác như là bị ố rỉ, nhưng cái mặt này đấy. Nhưng mà chiếc này thì là quá đẹp rồi. Chiếc này thì là nếu mà nói để mà so sánh những chiếc XB ở trên thị trường họ đang bán thì chắc chắn là cũng không có đối thủ để cạnh tranh, em khẳng định luôn. Nó nhìn này, từ thứ nhất là từ phần gioăng nhé, gioăng của nó này, gioăng đẹp xanh biếc luôn nhé. Đấy, gioăng của nó cực kỳ là ok rồi. Nói chung là những hàng khui, hàng đấu giá này thì các bác cũng biết rồi. Các bác nhìn cái lắp của nó này, các bác nhìn này, mới tinh chưa. Đấy, các bác nhìn này, con này đủ độ mới để cho các bác sưu tầm. Em khẳng định luôn là đủ độ mới để cho các bác sưu tầm nhé. Đấy.
chất lư luôn. Chiếc này là về một cái là em vệ lau vệ sinh qua một chút là em lên sóng luôn để cho các bác đang quan tâm, đang muốn sở hữu cho mình đây này. Các bác nhìn chiếc này có lấu nhiều hay không thì các bác biết nha, nhìn cái độ mới của nó này. Em quay rất lép này, bên trong là gioăng xanh biếc này, mới cứng này, các bác thấy chưa, tem này. Đấy, tất cả các nút là vẫn còn zin nguyên bản của nó hết nhá. Đấy, con này thì là nhìn thấy là sướng rồi chứ đừng có nói là con này thì đúng là không có đối thủ để cạnh tranh. Quá nhìn nó mới mức độ như này thôi, lòng trong của nó là sáng choang, van bên trong nhá, em xoay luôn cái van bên trong nó còn xanh biếc này, van đấy đẹp chưa. Con này thì con ốc này, ốc đi lốc rồi, sáng này, ốc rồi. Đấy, xoay như thế này các bác mới biết được. Nên là nhiều khi là bây giờ em cho các bác xem luôn cái xoang luôn nhé. Cái xoang của nó là như mới luôn này. Các bác nhìn thấy chưa? Xoang của nó thì không thể nào mà các bác không bao giờ kiếm được những chiếc nào mà lại có cái xoang như này. Xoang của nó nặng gần 2 kg luôn nhé, đồng luôn, đồng luôn. Và đây các bác nhìn này, đấy, đáy xoang này đẹp chưa, đít xoang này quá là chất luôn chứ không phải con xoang gần 2 kg. Xoang của nó này lòng vàng chóe chẹ luôn, không một tì vết nào, sợ thật. Đây lòng của nó đây, nó nhìn thấy chưa, lòng của nó mỹ mãn chưa. Đây nó thật ra các bác là chỉ có dân chơi mới dám chơi những con này thôi, nói em nói luôn là không có đâu, những chiếc này là gần như là kiếm được chiếc như này không phải là dễ. Chiếc này em cũng báo giá luôn, mà bác nào ưng thì alo cho em nhé, chiếc này có giá là 4 triệu đồng. Đấy, bác nào mà muốn sở hữu cho mình thì alo cho em báo giá luôn để cho các bác đỡ phải hỏi. Ví dụ như các bác nào thực sự quan tâm thì alo cho em. Đấy, còn em cứ báo giá cụ thể và công khai luôn, ai có thể mua được thì là mua. Chiếc này thì không có đâu, xác định nó đẹp như vậy không gần như không có. Còn đây là một chiếc quạt cây này, thì em cũng sẽ lướt qua cho một chút để cho các bác đam mê về dòng quạt cây cánh 35 mà rất nhiều bác đang muốn hỏi cửa hàng em. Thì em đã không làm thôi, mà đã làm thì chỉ có rằng của dòng quạt cây thì chỉ có những dòng mà gần như là trên 90% nó nhé, độ đẹp nhé. Đấy, thì xác định đã làm là phải làm những chiếc nó phải như thế. Không bao giờ có những dòng quạt cây xấu quá thì đương nhiên là nhiều các bác không muốn sở hữu, nhưng mà vì nó xấu thì các bác lại chê. Nên là em cứ làm con đẹp, tiền cao, giá cao, tiền nào của đấy hết. Cái đây là cái viền bọc cao su, cái này là cao bọc cao su nhé các bác. Cái này là cao su này. Đấy, mặt của nó này các bác nhìn này. Em lướt qua cho các bác xem nó đẹp như mức độ nào nhé. Còn ni lốc rồi, còn sáng choang, còn lốc mạ bọc này. Thân cột đẹp nhá, thân cột của nó còn đẹp luôn, lúm xoáy là cái lúm của nó đẹp này. Đấy, lúm của nó cực đẹp luôn. Số là số gạt, số gạt nhá, 3 số. Logo còn led căng luôn, logo led căng luôn. Đấy, các bác nhìn nha, logo còn led căng luôn. Con này cực đẹp luôn. Hộp số này, hộp số sắt này, hộp số này sắt này. Đấy, em xoay đằng sau lại cho các bác xem nhé. Các bác nhìn nha, tem mát còn mới cứng. Đấy, tem mát còn mới cứng luôn. Hộp số sắt. Cổ co góc chỉnh độ là 45, 65 và 100. Bầu led căng như kẻ chỉ luôn. Bầu led căng luôn, bóng không một vết xước. Lồng sau là lồng si, lồng trước là lồng mạ nhá. Đấy, dòng này thì là lút túp lăng bầu. Dòng này là túp lăng bầu. Đẹp hết lớp luôn. Đẹp hết lớp luôn. Nói chung là những dòng này là các bác nào mà muốn chơi thì alo cho em nhé.
Đấy, muốn chơi thì alo cho em. Để phòng khách cũng là đẳng cấp rồi. Thì nó là dòng cánh rêu nên là để phòng khách là quá đẳng cấp luôn. Đấy. Chiếc này là có giá là 13 triệu đó nhá. Đấy, bác là thực sự quan tâm thì alo cho em. Xem là đã sướng rồi. Đế của nó dày, đế nhôm, máy sắt lặng, chất lừ luôn. Bác là quan tâm đến mã sản phẩm nào trên cửa hàng em thì nhấc máy lên hệ với em nhé. Qua số điện thoại 0975 067846 nhé. Zalo của em cũng là số điện thoại. Hẹn các bác ở video clip sau.